Chương 10, Mắt Trúc Long 1. Đêm mùng 1, trời trong và không có trăng, sao sáng lấp lánh. Phủ Tô đứng ngoài ban công tầng thượng một tòa nhà chọc trời nhìn xuống dưới, có thể thấy gần như toàn thành phố, ánh đèn của vạn ngôi nhà sáng trưng. Cảnh đẹp này, cho dù ý chí Phủ Tô kiên định đến đâu, cũng không khỏi bồi hồi. Mặt đất ngay dưới chân mình, như thể chỉ cần giang tay ra là ôm ọn cả thiên hạ. Tất nhiên, đó cũng chỉ là tưởng tượng. Hắn đã mất đi tư cách có được thiên hạ này từ rất rất lâu rồi. Cơn gió lạnh thổi ù ù qua tai, thổi tung mái tóc của phủ tô, lộ ra một vết bỏng xấu xí quanh mắt. Một tiếng chim kêu lành lót vang lên trên đầu hắn, một con chim nhỏ màu đỏ mượn sức gió lượn từ trên không xuống, cuối cùng đậu lên vai phủ tô. Phủ tô thu lại ánh mắt khẩn thờ của mình, nhìn chằm chằm vào thành phố đêm dưới chân, cố gắng tìm chiếc đèn của á xá trong một rừng đèn dày đặc thực ra cho dù hắn không còn nữa tất chi vẫn sẽ sống tốt mà cũng như hai ngàn năm nay nhưng vẫn không cam tâm thời gian dần trôi những ngôi sao trên bầu trời đêm chậm rãi chuyển động đèn của thành phố cũng tắt dần đèn xe trên đường đã thưa thớt hơn phủ tô đứng trong gió như một bức tượng im lìm một lúc rất lâu còn chim minh hồng trên vai hắn thì không đứng yên được, không nghiêng đầu trải chuốt bộ lông của nó thì cũng chỉnh lại mái tóc bay loạn của phù tô theo thói quen. Nhưng tóc của phù tô không dài như của hồ hởi, minh hồng thử vài lần rồi bỏ cuộc. Có điều nó tìm được niềm vui mới trong đó, nó nhảy loi choi đuổi theo những sợi tóc bị gió thổi, sung sướng hết mức. Đột nhiên, minh hồng dừng lại, quay đầu nhìn về phía bóng tối, ánh mắt sắc lẹp. Phù tô như nhận ra điều gì, cũng quay người nhìn theo ánh mắt nó, bắt gặp một gã đàn ông khoác áo gió đi từ trong bóng tối ra. Gã đàn ông đó đi một đôi bốt ra, đi lại không phát ra tiếng động, vạt áo khoác tung bay trong gió, trông như hắn đang cưỡi gió đi tới. Đôi mắt yêu ma, đang nhìn chằm chằm vào phù tô, không chút khách sáo, hắn không còn sự kiềm chế và thu mình của năm xưa nữa, khi thế mạnh mẽ lộ ra ngoài giống như một thanh kiếm sắc đã được rút ra, chứa đầy sát khí. Lệnh sự đại nhân, lâu lắm không gặp, phù tô nhếch mép cười, khi thế hoàn toàn không kém triệu cao, dù sao hắn cũng là người kế thừa do chính tay tần thủy hoàng bồi dưỡng. Triệu cao hơi sưỡng lại một chút, hắn cất giọng đều đều vô cảm, cách gọi ấy, lâu lắm rồi không được nghe. Bàn tay để sau lưng của phù tô nắm chặt lại, kẻ này, đang khoe khoang về việc hắn đã lên làm thừa tướng nước tần sau khi mình chết ư hít một hơi sâu phù tô nén cơn giận dữ trong lòng bởi vì dù có bận tâm chuyện này thì cũng chẳng giúp ích gì được vào lúc này hắn chấn chỉnh lại tâm trạng chậm rãi hỏi hẹn gặp ta là có việc gì đây là một cảnh tượng kỳ lạ kẻ trước mặt phù tô chính là hung thủ đã giết hắn nhưng hắn vẫn bình thản giống như đứng trước một người lạ mặt quân tử báo thù ngàn năm chưa muộn. Triệu Cao dừng lại trước mặt Phù Tô, đưa hộp gấm trong tay ra, ra hiệu cho Phù Tô mở hộp. Phù Tô đón lấy chiếc hộp không chút do dự. Hành động có vẻ như không hề đề phòng đó, khiến chim minh hồng trên vai hắn đập cánh cảnh báo, nhưng Phù Tô vẫn không hề chần chừ mở nắp hộp ra. Trong hộp gấm, có hai viên ngọc to cỡ nắm tay nằm lặng lẽ. Viên bên trái là ngọc đen, viên bên phải là ngọc vàng. Đây là, phủ tô nhíu mày nghi hoặc, triệu cao sẽ không bao giờ lấy hai viên ngọc bình thường cho hắn xem, hai viên này chắc chắn có lai lịch đặc biệt. Tây Bắc Hải chi ngoại, xích thủy chi bắc, hữu trương vĩ sơn. hữu thần, nhân diện xà thân nhi xích, trực mục chính thừa, kỳ minh nãi hối, kỳ thị nãi minh, bất thực bất tẩm bất tức, phong vũ thị yết. Thị trúc cửu âm, thị trúc long sao, đây là mắt của trúc long. Giọng nói của Triệu Cao hoàn toàn không có bằng chắc lên xuống, từng chữ một ngàn ra, nghe cực kỳ khó chịu. Ngoài biển Tây Bắc, phía Bắc sông Xích, có núi Trương Vĩ. Cổ thần, mặt người mình rắn, màu đỏ, trong mắt con người thẳng, khi nhắm mắt thì trời tối, khi mở mắt thì trời sáng. Không ăn, không ngủ, không nghỉ, điều khiển gió mưa. Đó là chúc cửu âm, là chúc long. Kỳ minh nãi hối, kỳ thị nãi minh đây là mắt trúc long mà nhắm vào thì trời tối, mở ra thì trời sáng. phù tô hơi ngạc nhiên, không phải hắn thiếu thiểu biết gì. Ngược lại, năm xưa phụ hoàng thủy hoàng đế của hắn ít nhiều cũng đã từng dẫn hắn đi xem những thần khí truyền lại từ đời xưa. Hơn nữa sau khi sống lại, hắn cũng đã nhìn thấy rất nhiều đồ cổ kỳ diệu trong á xá, đáng lý ra không nên mất bình tĩnh như vậy. Nhưng đây là mắt của Trúc Long, mắt của một con rồng trong truyền thuyết theo lý mà nói, đôi mắt này không nên bé như vậy. Mà trông có vẻ rất bình thường nữa. Phủ tô không dừng được việc phải lẩm bẩm trong lòng, vẻ mặt cũng để lộ ra chút nghi hoặc. Thực ra hai câu này, không phải chỉ có một cách giải thích. Triệu cao nở một nụ cười khó đoán, đưa tay chỉ hai viên ngọc. Mình nghĩa là u tối, hối có nghĩa là trăng tàn, chỉ ngày cuối trong mỗi tháng âm lịch. Thị là nhìn thấy, mình là rõ ràng sao hai từ minh trong câu kỳ minh nãi hối kỳ thị nãi minh là hai từ đồng âm khác chữ hán trong tiếng trung quốc minh trong kỳ minh nãi hối có hai nghĩa là trời tối và u tối minh trong kỳ thị nãi minh nghĩa là trời sáng hoặc rõ ràng như vậy vào buổi đêm đầu tháng có thể nhìn thấy gì phù tô cảm thấy lời giải thích của triệu cao hơi quá khiên cưỡng hắn chỉ lựa theo ý của triệu cao mà hỏi thôi mắt trái có thể thấy quá khứ mắt phải có thể nhìn tương lai triệu cao lanh lùng nói chạm tay vào sau đó nhắm mắt lại là được đại công tử nếu không tin có thể thử phủ tô ngẩng đầu nhìn lên trời đêm không thấy mặt trăng mới nhận ra đêm nay chính là đêm đầu tháng phủ tô lại cúi đầu nhìn hai viên ngọc có vẻ rất đỗi tầm thương nằm trong hộp gấm không có hứng thú lắm chẳng phải tương lai của tất cả mọi người đều là đi đến cái chết sao chết thì có gì để nhìn ồ không ngờ công tử là người thoải mái đến thế chẳng lẽ người không tò mò tòng tương lai mình sẽ chết như thế nào bao giờ chết giọng nói của triệu cao rõ ràng rất đáng sợ nhưng lại mang mùi rụ rỗ đôi mắt của phù tô vẫn mở to không có chút dao động nào hắn đóng nắp hộp đưa trả lại nhìn thẳng vào triệu cao cười đầy ẩn ý là một người đã chết rồi ta không để tâm lắm với việc đó khóe môi triệu cao nhếch lên không nhận lại chiếc hộp gấm mà vẫn tiếp tục khuyên nhủ cho kỳ được thực ra không phải chỉ nhìn thấy kết cục cuối cùng mà có thể nhìn thấy tương lai của bất kỳ ai ở bất kỳ thời điểm nào đại công tử người thực sự không tò mò sao bàn tay đang cầm chặt chiếc hộp gấm của phù tô bỗng hơi run ý chí kiên định hiếm hoi mới có một lần dao động không thể có việc hay ho gì mà không phải trả bất cứ giá nào triệu cao cũng không thể nào tốt bụng như vậy Đem thứ tốt thế này tặng không cho hắn. Nhưng giờ đây hắn chẳng còn gì, hình như cũng không phải sợ mất đi thứ gì nữa. Phù Tô chậm rãi lấy lại chiếc hộp, tháo găng tay, để lộ những ngón tay đã xuất hiện đốm tử thi ở đầu ngón. Trong tiếng kêu lo lắng của Minh Hồng, hắn vẫn cố chấp mở hộp ra. Không ngờ, Triệu Cao đứng một bên lại nhẹ nhàng nói một câu. Có điều, nếu đại công tử muốn xem tương lai của vị thượng khanh kia, tôi khuyên đại công tử không nên thử nữa tay của phù tô dừng lại giữa chừng ngẩng đầu trầm giọng hỏi vì sao triệu cao lại lộ ra điệu cười cứng nhắc như không cười chỉ vào bản thân nói không chỉ có vị thượng khanh đại nhân đó đâu tôi và cả người em trai vô dụng của người nữa cũng không thể dùng mắt trúc long để thấy tương lai được bởi vì chúng ta đều là vong giả vong giả phù tô nhớ mày nhắc lại đúng thế Thực ra ban đầu, tử vong là hai từ. Tử là chết, vong là chạy trốn. Sách thuyết văn giải tự nói, vong là trốn vậy. Trong cụm vong dương bổ lao, vong dương là chỉ con dê trốn mất, chứ không phải con dê bị chết. Trong ngữ khí của Triệu Cao không khỏi có chút đắc ý tự mãn, cho dù giọng điệu hắn hoàn toàn không có lên xuống nhưng vẫn nhận ra được. Tử giả là người chết, còn vong giả thực ra là người trốn khỏi sự kiểm soát của tử thần. Phủ Tô chìm vào suy nghĩ, vì sao sách vong linh có thể gọi được hắn, chẳng lẽ hắn được tính là vong linh, chứ không phải tử linh. Vậy thì hắn coi như là một vong giả, cũng không thể dùng mắt trúc long để nhìn thấy tương lai chăng. Triệu cao đem mắt trúc long không dùng được đến, để trêu ngươi hắn. Có vẻ như hiểu suy nghĩ của Phủ Tô, triệu cao lại nhíu mày tỏ vẻ đùa cợt. Dù không thể nhìn thấy tương lai của vong giả, nhưng cũng nhìn được đôi chút tương lai của loài người có giao tiếp với vong giả. Phù Tô cảm thấy không thoải mái với từ loài người, rõ ràng trong lòng Triệu Cao, hắn đã không được coi là loài người rồi. Tạm thời gác lại ý nghĩ đó, Phù Tô nhìn viên mọc vàng một lúc, cuối cùng tiếp tục đưa cánh tay đang dừng lại giữa chừng ra. Chim minh hồng lại kêu lên lo lắng, nhưng gặp ánh mắt lạnh lùng của Triệu Cao, nó liền im bặt. Không dám động đậy nữa. Thời khắc viên ngọc vàng chạm vào ngón tay của Phù Tô, nó phát ra ánh sáng vàng lấp lánh. Một con mắt có con người thẳng đứng đột nhiên xuất hiện ở giữa viên ngọc, giống như con mắt đã mở ra của một con quái thú. Phù Tô chậm chậm nhắm mắt lại. Hai. Trên con phố vắng lặng, có ba người đang đứng yên, bóng đèn đường mờ mờ nháy lên vài cái trên đầu họ, có vẻ lại tối đi thêm đôi chút. Thang Viễn rất sợ hãi. Không rõ là sợ bác sĩ đến đây tóm cậu về, hay kinh ngạc vì sư huynh mình lại để tinh phách của Thạch Kiệt xanh chạy mất. Nhưng đã bị bác sĩ tìm thấy, Thang Viễn không có gan để chạy đuổi theo, chỉ biết với tay ra theo phản xạ định tóm lấy đốm sáng màu xanh, nhưng vô ích, đốm sáng xanh nhấp nháy ở kẽ ngón tay cậu một lúc, rồi đột nhiên biến mất không dấu vết. Thang Viễn sốt ruột nhảy dựng lên, dù cậu cảm thấy Thạch Kiệt xanh không phải thứ cổ vật có tà khí nhưng nó đã bắt đầu dụ dỗ con người từ bỏ sinh mạng. Lần này nếu thả hổ về rừng thì sau này khó biết sẽ ra sao. Này, cháu bắt gì đấy, mùa này vẫn còn đom đó mà. Trong tiếng nói của bác sĩ có sự cáu giận rất rõ ràng. Thang viễn biết chú này tốt tính, rất ít khi nổi nóng, có lẽ lần này cậu chọc giận bác sĩ thật. Thang viễn rụt cổ lại, đang nghĩ xem có nên nhảy vào lòng sư huynh để xin bảo vệ hay không nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện thì cậu thấy sắc mặt của sư huynh mình có gì đó không đúng thực ra vẫn là vẻ mặt không cảm xúc như mọi khi nhưng rõ ràng có thể thấy toàn thân gã đã cứng đờ ấy hành động bất cần khiến cho thạch kiệt sanh bỏ trốn không giống sai lầm mà cái vị sư huynh anh minh thần võ mà sư phụ nhắc đến sẽ phạm phải sư huynh có quen biết chú bác sĩ sao chưa từng nghe chú ấy nhắc đến mà nhỉ thang viễn còn đang suy nghĩ thì bác sĩ đã rào bước đi tới, kéo cậu đứng ra đằng sau lưng, nói với chủ tiệm bằng giọng điệu cảnh giác cao độ, anh. Anh là ai, vì sao lôi thang viễn nhà tôi đi? Thang viễn đứng đằng sau bất lực vuốt mặt, giơ tay ra hiệu xin lỗi với sư huynh, rồi kéo tay áo bác sĩ giờ giọng trẻ con, chú đừng đổ oan cho người ta, cháu đói rồi ỉ nên định ra ngoài mua đồ ăn thôi mà. Lừa ai đấy, bác sĩ nhăn mày, Cao mặt lại nhìn vào đôi mắt to như mắt hươu Bambi của Thang Viễn, chỉ vài phút là không nhịn nổi, véo má cậu rồi mắng, "Đói thì không biết gọi ship đồ à? Cái lý do này cháu dùng tới mười mấy lần rồi, thành khẩn một chút đi được không? Không đổi lý do khác được hả? Cháu xin lỗi." Thang Viễn lắp bắp xin lỗi, nghĩ bụng nên giải thích sao mới được đây. Nhưng chú bác sĩ cũng ngắt quá, để cả vòng tay định vị trên người cậu. Bác sĩ nhìn vẻ mặt của Thang Viễn là biết thằng nhóc này đang bị lý do về nhà nhất để anh phải chỉnh đốn lại nó ngay. Vừa nghĩ vậy, anh vừa ném ánh nhìn về phía gã đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt. Thực ra bác sĩ cũng nghe Phong Thanh những chuyện là quái xảy ra mấy ngày nay ở ngã ba đường này, mà anh không chỉ nghe, anh còn tự mình chứng kiến vụ đâm xe. Vì vậy, khi anh xem định vị bản đồ trên điện thoại, phát hiện ra Thang Viễn dám một mình chạy ra đây mới phát cáo lên như vậy. Ngày ngày đều có những người kỳ quái đứng đây thay chân cho Thạch Kiệt xanh, sau đó chết, nên bác sĩ chắc chắn đã liệt gã đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình vào diện tình nghi. Anh cẩn thận dò xét đối phương, cha, xem ra mới khoảng 20 tuổi, áo khoác bên ngoài thì rất bình thường, bên trong lại mặc chiếc áo sơ mi cổ quái thêu hoa văn rồng đỏ, hơn nữa gương mặt chìm trong bóng tối đèn đường không chiếu tới, chi nhìn thấy đường nét dưới cằm bác sĩ càng nhìn tim càng đập nhanh bởi vì người kia rõ ràng chưa từng gặp bao giờ nhưng lại có cảm giác thân quen ập đến khiến anh ngạt thở này anh nà bác sĩ bước lên vài bước trong vô thức gã đàn ông trẻ tuổi không nói không rằng chỉ lặng lẽ cất chiếc lồng trúc trên tay vào trong túi áo gió rồi quay người bước đi bác sĩ bối rối dừng chân bởi vì thang viễn đang nắm chặt lấy ống tay áo anh chú ơi mình đi ăn đêm đi cua giang cay lần trước chú còn chưa ăn đấy chúng ta đi mua một gói đi thang viến chuẩn bị dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ dù sao cậu cũng đã chào hỏi sư huynh sớm muộn gì sư huynh cũng sẽ đến tìm cậu bác sĩ chỉ không chú ý một thoáng chốt người đàn ông trẻ tuổi đã đi qua chướng ngại vật chắn đường biến mất trong con phố buôn bán tấp nập thằng nhóc này đã mắc lỗi còn dám chọn đồ ăn chú tốt nhất trên đời đi thôi âu okay. nghe Ba, Phù Tô mở mắt ra, trong ánh mắt cảm xúc lẫn lộn. Ngón tay đã bỏ ra khỏi mắt Trúc Long, ánh sáng đã tắt, mắt Trúc Long lại trở lại là viên mọc màu vàng tâm thương. Triệu Cao vẫn đứng cạnh hắn, gương mặt vẫn như xưa, cười như không cười, dường như thời gian từ lúc Phù Tô nhắm mắt đến lúc mở mắt ra chỉ mới trôi qua một thoáng. Chim minh hồng trên vai vẫn kêu lên lo lắng, đến khi Phù Tô đưa tay vuốt lưng cho nó, nó mới được yên. Đêm còn rất dài, người có thể tiếp tục xem, triệu cao ung dung nói. Phủ tô không hỏi xem mình cần phải trả thứ gì, bởi vì hắn biết, từ khi hắn mở chiếc hộp gấm đó ra lần thứ hai, sự việc đã không còn trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Bất kể triệu cao đang âm mưu gì, hắn cũng không thể chống lại. Ai bảo miếng mồi này quá hấp dẫn? Người rốt cuộc, muốn thứ gì? Phủ tô nhìn triệu cao, muốn nhìn thấy một chút xíu thay đổi trên vẻ mặt của hắn không đợi triệu cao trả lời hắn đã tự hỏi tự đáp muốn trường sinh ư không người đã có được điều đó rồi hai ngàn năm trôi qua hắn vẫn sống quá đủ để chứng minh điều đó triệu cao cười không nói gì phủ tô quay đầu nhìn ánh đèn thành phố lung linh bên dưới thấp giọng nói muốn thiên hạ này không người đã từng có nó đôi mắt triệu cao hơi thu lại nhưng cũng không phản bác từ góc độ nào đó mà nói đúng là hắn đã từng có được thiên hạ phủ tô không nói tiếp thậm chí hắn cho rằng chính triệu cao cũng không biết mình muốn gì triệu cao dường như đoán được suy nghĩ của phủ tô liền cười kỳ bí sau đó không nói gì quay người bước vào phía bóng tối đi mất không một tiếng động phủ tô nhìn về hướng đi của triệu cao trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn của việc nhìn thấy tương lai cúi đầu đưa ánh mắt về phía mắt Trúc Long. Đứa bé đó là sư đệ của Tất Chi, xem ra Tất Chi không hề muốn nhận lại anh bác sĩ đó, có lẽ hắn nên đổi xem tương lai của người khác thì hơn. Phù Tô một lần nữa đặt tay lên. Bốn, nói mãi mới khuyên được bác sĩ quay về trực ban, thang viễn ngoan ngoãn đi về nhà, lo lắng đi lại trong phòng. Dù cậu có thể bỏ vòng tay định vị ở nhà, giả vờ như mình không ra khỏi cửa, nhưng phá vỡ lời hứa với chú bác sĩ quá mau chóng như thế, cậu cảm thấy không yên lòng. Đang khi thang viễn vắt óc nghĩ cớ ra ngoài, thì chuông cửa vang lên. Hả, chú quên chìa khóa ở nhà à? Thang viễn lảo bào rồi ra mở cửa, thì bị người đứng ngoài cửa làm cho giật thoát mình. Sau đó cậu vui mừng nói, sư huynh. Sao huynh tìm được đến đây? Để còn đang nghĩ làm cách nào ra ngoài gặp huynh cơ? Không phải huynh cũng để vòng tay định vị trong người đệ chứ? Nhìn tiểu sư đệ ngố, nhà mình nhảy choi choi lên lục tìm trên người chủ tiệm chỉ thấy mí mắt giật lên. Gã cần phải dùng định vị ư? Có phải chưa từng đến nhà bác sĩ đâu? Các mảnh vỡ của thạch kiệt xanh có phải đang ở chỗ đệ không? Ồ, đúng thế. Mời sư huynh vào. Thàng viễn vội vàng mời chủ tiệm vào nhà thay giày, rồi dắt gã vào phòng của mình. Khi chủ tiệm nhìn thấy trong căn phòng con con dựng một tấm thạch kiệt xanh đã được ghép cẩn thận, mí mắt càng giật mạnh. Thần kinh tay bác sĩ này thô đến mức nào nhỉ? Trong nhà có một thứ to bự thế này, chẳng lẽ không hề phát hiện ra? Hê hê, chú ấy bình thường không vào phòng của đệ, dạo này ở bệnh viện cũng tương đối bận, nên không chú ý. Như thể biết chủ tiệm đang lo lắng điều gì, thang viễn tận tình giải thích. Vì thế sư huynh cứ yên tâm chú ấy chỉ là người bình thường, không biết gì đâu. Người vô tri đúng là hạnh phúc, chủ tiệm trầm lặng một lúc, không biết nói gì. Sư huynh, tấm thạch kiệt xanh này làm thế nào? À phải rồi, trong túi đệ vẫn còn một miếng. Thang viễn lấy ra miếng đá cậu giật từ tay cô gái trẻ bị thạch kiệt nhập vào, nhắm đúng vào vị trí mảnh còn thiếu, định lắp vào. Không cần vội, huynh muốn hỏi trước, sư phụ thu nhận thêm một sư đệ cho huynh từ khi nào đấy chủ tiệm dò xét thang viễn một lượt, trong lòng từ lâu đã tin chắc vào thân phận của thang viễn. Tuy mới quen biết, nhưng cậu bé này đích thị là hình mẫu mà sư phụ ưa thích. Cũng như gã năm xưa. Nhưng điều chủ tiệm quan tâm là vì sao sư phụ lại đưa tiểu sư đệ đến bên bác sĩ, chẳng lẽ có tâm ý gì? Động tác gắn đá lên thạch kiệt xanh của thang viễn ngưng lại. Cậu quay lưng lại với chủ tiệm, cảm thấy bối rối thực ra cậu hối hận vì đã đi nhận sư huynh việc mà sư phụ còn không giải quyết được thì sư huynh có làm được không không khéo lại thêm người nữa rơi vào bẫy hơn nữa sự việc đã xảy ra được vài tháng rồi bây giờ đi cứu sư phụ làm sao mà kịp được nữa ờ cái này thang viễn mân mê viên đá trong tay nghĩ cách nói sao cho hợp lý chủ tiệm không dục vẫn kiên nhẫn đợi cậu giải thích sư huynh chúng ta cứ ghép được thạch kiệt đã không phải huynh nghi ngờ thân phận của đệ, dù sao sư phụ cũng rất thích những đứa bé thông minh lanh lợi. Tình phách của Thạch Kiệt Xanh chạy mất rồi, nếu không gấp rút đi tìm nó, sẽ lại có người vô tội bị nó chiếm mất thân thể. Lâu lắm huynh không gặp sư phụ rồi, được biết người vẫn khỏe mạnh, huynh rất vui mừng. Nhưng nó đã thất bại, chắc chắn sẽ không quay về ngã ba đó nữa đâu. Có phải sư phụ lại vô trách nhiệm bỏ đệ tử lại không? Thật không nên như vậy, ít ra cũng phải tự mình đem đệ đến chỗ huynh chứ. Sư huynh, huynh nói xem đệ phải đi đâu để tìm tinh phách của thạch kiệt xanh đây. Hay là, sư phụ không thể tự mình đến được. Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt, căn phòng lại rơi vào im lặng. Chủ tiệm đã nhận ra tiểu sư đệ cố ý nói làng sang chuyện khác, chắc chắn bên trong có nội tình. Phán đoán của gã có khi đã gần với sự thật, chẳng lẽ kẻ ngày xưa thực sự vẫn còn sống. Vậy thì sư phụ gặp nguy hiểm rồi. Thành khẩn thì được khoan hồng. Thang viễn sau một hồi đắn đo nặng nhẹ, bèn nói một vài chi tiết có chọn lọc. Chủ tiệm yên lặng lắng nghe, nhưng khi gã định hỏi rõ hơn, thì phía ngoài cửa bỗng có tiếng vạn chìa khóa lạch sạch. Thang viễn giật bắn mình, ngồi trong phòng mà cuốn quýt cả lên. Ngoài bác sĩ thì còn ai có chìa khóa được nữa? Vì sao lại về sớm thế? Không phải chú bác sĩ đi trực sao? chủ tiệm chỉ kịp lấy lồng trúc ra thu lại tấm thạch kiệt đã lắp ghép hoàn chỉnh kia bác sĩ đã mở cửa phòng bánh trôi này chú đổi ca trực cho người khác cháu vẫn ngoan ngoãn ở nhà đấy chứ sao anh lại ở đây bác sĩ lập tức đổi giọng ánh mắt vô cùng cảnh giác chủ tiệm nhìn ánh mắt phòng bị của anh dù trong lòng biết đó là phản ứng hết sức bình thường nhưng tim vẫn co mạnh lại kỳ lạ thật rõ ràng gã đã không còn nhịp tim vì sao lại cảm thấy đau khổ? năm phủ tô mở mắt ra lần nữa nhưng không than thở quá lâu bởi vì bên cạnh hắn minh hồng đang đuổi theo một đốm sáng xanh đốm sáng xanh trông rất quen khi minh hồng phát hiện ra phủ tô đã tỉnh lập tức mặc kệ đốm sáng bay lượn kia nó sung sướng bay qua đậu lên vai phủ tô dụ đầu vào cổ hắn một cách thân thiết phủ tô vuốt ve lưng nó bỗng nhiên hơi nhớ người em vô tâm của mình không rõ triệu cao giam giữ thằng bé ở đâu hắn tìm rất lâu mà chưa thấy bàn nãy hắn sợ triệu cao cảm thấy có thể dùng hồ hợi để uy hiếp mình nên không chủ động gợi chuyện thế mà tên kia trước khi đi chẳng hề nhắc nửa câu đến hồ hợi hắn muốn nhử mồi hay muốn cảnh cáo phù tô đừng hành động lỗ mãng tiếc rằng hồ hợi cũng được coi là vong giả mắt Trúc long không thể nhìn thấy tương lai của hắn phủ tô đang ngẫm nghĩ đốm sáng xanh kia thấy minh hồng không đuổi theo nữa nó lại sán lại gần bắt đầu hỏi dụ dỗ người chán ghét thế giới tàn khốc này rồi phải không phủ tô nhìn ra tứ phía không có ai khác sau khi trốn khỏi tay tất chi tinh phách của thạch kiệt xanh chẳng lẽ thấy hắn đứng ở trên ban công nên nghĩ rằng hắn định nhảy lầu tự tử phủ tô tiến lên một bước nữa Đứng ra tận mép ban công, cảm tưởng như gió thổi mạnh thêm chút nữa là có thể thổi hắn rơi xuống. Minh Hồng giật mình, vỗ cánh bay lên từ vai Phù Tô, kêu lên chiếp chiếp. "Đợi, đợi đã." Đốm sáng xanh lập tức lên tiếng, ngăn cản Phù Tô tiến thêm bước nữa, nó bay đến bên tai gã, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Nếu ngươi không muốn cơ thể này nữa, vậy thì đưa cho ta, thế nào? Ngươi còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành, ta hứa sẽ giúp ngươi hoàn thành." Phủ tô chậm rãi đưa tay ra, không kịp nhìn thấy động tác lanh lẹ thế nào, nhưng đã kẹp chính xác đốm sáng xanh đó vào kẽ ngón tay, không cho nó chạy thoát. Yên tâm, ta còn chưa muốn chết như vậy, việc ta muốn hoàn thành, không ai thay thế được đâu. Phủ tô nhếch mép cười, nhìn Minh Hồng ở bên cạnh đang có vẻ đòi nghịch, liền cười rồi ném cho nó, ngoan nào, cầm lấy mà chơi này. 6. Đêm lạnh cuối mùa thu, trong sân vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi lá rụng xào xạc, u tịch như thể thế giới này chỉ còn lại một mình mình. Mặc dù từ lâu đã không còn biết lạnh, nhưng Hồ Hợi vẫn siết lại chiếc áo khoác hồ cừu trên người, bởi hắn cảm thấy bên trong cơ thể mình đang đông cứng. Nhìn xem, đến tay chân cũng không nghe lời nữa, rõ ràng muốn đi vào trong phòng nghỉ ngơi, mà hắn vẫn ngồi ở hành lang, không hề nhúc nhích. Hồ Hợi không rõ mình bị nhốt trong căn nhà này đã bao lâu. Mặt trời mặt trăng lên rồi lại lặn, thời gian đối với hắn thật quá đỗi bình thường, những nóng lạnh do sự chuyển mùa đem tới, hắn cũng không cảm nhận thấy. Từ khi hắn vẫn còn là tiểu công tử được dùng ái nhất triều tần, hắn đã quen với việc nghe theo sự sắp xếp của triệu cao. Thậm chí hắn đã mất hết dụng khí để phản kháng, nên đến giờ vẫn không dám rời khỏi đây nửa bước. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, hồ hời đã học được cách đối phó với cô đơn chỉ một lát là hắn thả lỏng suy nghĩ của mình bắt đầu ngây người ra cho đến khi một con bướm màu đỏ ma mị xuất hiện trong tầm nhìn của hắn hồ hợi lập tức định thần lại kinh ngạc nhìn con bướm đỏ bay chấp chới trong bóng đêm điều khiến hắn kinh ngạc không phải là cuối thu rồi vẫn nhìn thấy bướm mà là căn nhà triệu cao cầm tù hắn bên trong này đã đặt một kết giới đặc biệt hắn không thể tùy ý ra ngoài những sinh vật bên ngoài cũng không thể vào được hắn chưa từng gặp con bướm đẹp đến thế trong sân nhà này, thế mà dưới ánh sáng ngọn đèn gió trong hành lang, con bướm đỏ hình như còn phát ra ánh sáng lấp lánh, như một ngọn lửa thắp lên giữa trời đêm, huyền ảo như hắn gặp ảo giác. Hồ hợi ngây người ra nhìn con bướm lửa, màu lửa đỏ rực khiến hắn nhớ lại chim minh hồng đã lâu lắm không gặp. Hồ hợi đưa tay ra trong vô thức, định thử cho con bướm lửa đậu lên tay, nhưng bướm lửa chuyển mình, bay về phía hành lang hồ hợi không cam tâm từ bỏ hắn vụng về đứng dậy đôi chân đã lạnh cóng khó khăn lắm mới gặp lại được loạn choạng vài bước rồi mới bình thường trở lại hắn phát hiện ra hướng con bướm bay là về trong phòng hắn nhớ ra tôn sóc vẫn còn trong đó đột nhiên cảm thấy có phần kỳ quái tôn sóc đâu lúc này hồ hợi mới thấy không đúng hắn đã ở ngoài lâu như vậy mà tôn sóc lại không hề tìm hắn để khuyên hắn về phòng nghỉ trong lòng hắn vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy sợ hãi có trời mới biết điều này buồn cười thế nào rõ ràng tôn sóc là người hầu của hắn thế mà hắn lại phải sợ dù tôn sóc chưa bao giờ bất kính với hắn nhưng ánh mắt và nụ cười đáng sợ đố mỗi lần tiếp xúc đều khiến hắn thấy run dày bóng dáng nhỏ bé của bươm bướm lửa đột một chuyển hướng ở phía cuối hành lang rồi lập tức biến mất hồ hợi không kịp nghĩ nhiều lật đật đuổi theo Thực ra căn nhà cầm tù hắn cũng khá lớn, mà hắn đã chọn một chỗ vắng vẻ để ngồi vì muốn tránh tôn sóc. Hồ hợi đi dọc hành lang một đoạn, thỉnh thoảng lại nhìn thấy bóng dáng con bươm bướm lửa, cuối cùng thấy nó bay vào căn phòng chính vẫn đang sáng đèn. Cành cửa phòng chính hé mở, có thể nhìn thấy một người ngồi trước bình phong, vì cúi đầu nên không nhìn rõ mặt. Hồ hợi thấp thỏm không yên, ngó vào xem thử, thì kinh ngạc nhận ra, nhìn dáng người để đoán, người đó không phải tôn sóc hồ hợi nhìn loanh quanh trong phòng qua khe cửa thì thấy trong căn phòng rộng lớn ngoài kẻ đột nhập kia có tôn sóc đang đứng ở một góc đèn không chiếu tới giống như một tượng gỗ hình người không hề nhúc nhích đã về rồi thì vào đi gã đàn ông không ngẩng đầu lên nhưng vẫn phát hiện ra sự xuất hiện của hồ hợi trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng nói của người kia hồ hợi cứng đờ người lại đó là triệu cao đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc. Khi hồ hợi định thần lại, cơ thể hắn đã đi trước lý trí, nghe theo mệnh lệnh của triệu cao, tự động đẩy cửa đi vào. Bởi vì sợ hãi, đôi tay hắn bất giác hơi run lên, hồ hợi đã vô số lần tưởng tượng xem nếu gặp lại triệu cao thì nên đối diện hắn thế nào. Hồ hợi chợt sờ lên thanh trùy thủ giấu bên hông, cảm thấy cho dù lưỡi dao sắc nhọn có đâm được vào ngực triệu cao, cũng không chắc có thể giết được hắn. Dù sao ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ đều đã không thể coi là người bình thường được nữa. Thừa tướng, giam cầm ta ở đây, rốt cuộc là ý gì? Hồ hợi hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên cứng rắn, tiếc là hiệu quả không được tốt cho lắm. Triệu cao ngồi trước bình phong ngẩng đầu lên, khi hồ hợi nhìn thấy gương mặt hắn, liền bất giác lùi lại một bước. Dưới ánh đèn mờ tỏ, đôi mắt yêu ma của triệu cao giống như ác quỷ bò lên từ vực sâu ai đột nhiên nhìn thấy cũng khiếp sợ bà nãy tôi đi gặp hoàng huynh của người triệu cao không trả lời câu hỏi của hồ hởi mà nhắc tới chuyện khác như thể không quan tâm chà kể ra thì hoàng huynh của người chẳng hề hỏi chuyện người lấy một câu có lẽ ngài ấy đã đoán ra công tử đang ở chỗ ta chăng không hổ là đại công tử nước tần thật biết kiềm chí ông định làm gì hoàng huynh của ta? Hồ hợi lập tức tiến lên hai bước, mặt ngoài thì dữ dàn nhưng trong lòng sợ hãi. Bươm bướm lửa bay một vòng trong sảnh đường, rồi đậu lên ngón tay triệu cao, lấy đôi dâu cỏ lên tay hắn một cách thân mật. Trong ánh mắt lạnh băng của triệu cao hiện lên tia sáng sắc lẹm, nhưng vẫn nói với giọng bình thản, tôi có thể làm gì đại công tử đây? Chỉ tặng mày ấy một đôi mắt trúc long mà thôi, đồ tốt như vậy, chắc công tử chưa quên chứ hồ hợi nghe xong cảm thấy kinh sợ tất nhiên hắn biết mắt trúc long là thứ gì một đôi ngọc có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai đó không phải thứ báu vật gì cả đó là thứ tả vật khiến người ta tuyệt vọng đó là đầu sỏ của mọi tội lỗi hồ hợi đau khổ ôm đầu co quắp một cách bất lực trên đất hắn hận bản thân vô dụng nhưng cũng chẳng biết làm thế nào năm xưa từ khi có được đôi mắt trúc long Hắn vui mừng khôn xiết, cảm thấy cả đế quốc này đã nằm trong tay mình. Từ con mắt trúc long màu đen, hắn có thể nhìn thấy quá khứ của người khác, nắm được hết điểm yếu của bọn họ. Từ con mắt trúc long màu vàng, hắn nhìn thấy sau này hắn lên ngôi hoàng đế, trở thành chúa tể thiên hạ. Sau đó, hắn đúng là đã ngồi lên ngai vàng như mong đợi, giống hệt cảnh tượng hắn nhìn thấy qua mắt trúc long. Nhưng Chúc Long không thể nhìn thấy hết mọi thứ trong tương lai, hắn không hề nhìn thấy Hoàng huynh mình vì chuyện này mà phải chết, cũng không nhìn thấy đế quốc Đại Tần chỉ vài năm sau đã bị hủy hoại trong tay hắn. Ban đầu hắn cũng không muốn kế thừa ngôi vua, hắn từng phản kháng, để không xảy ra tương lai mà Mắt Chúc Long cho xem. Nhưng cho dù hắn cố gắng đến đâu, tương lai vẫn cứ xuất hiện trước mặt hắn giống hệt như Mắt Chúc Long dự báo, không có ngoại lệ. Dần dần hắn từ bỏ nỗ lực, dù sao hắn có làm hay không, tương lai vẫn như vậy. Hắn không hề làm chủ được cuộc đời mình, hắn giống như con rối dây, trên mình buộc đầy dây, bị một thứ gọi là vận mệnh, điều khiển, như một con mồi dính trên lưới nhện, không thể dãy rủa cũng không thể trốn thoát. Thứ, thứ tà vật mê hoặc lòng người ấy, sao có thể đưa cho Hoàng Huynh, hồ hợi nghiến răng nói, hắn ngẩng đầu nhìn triệu cao, đôi mắt đỏ như sắp chảy máu. Triệu Cao bắt lấy con bướm đậu ở ngón tay, ném thẳng vào mọn đèn dầu. Xèo một tiếng, mọn lửa trên đèn dầu bùng lên cao hơn một thước, nhanh chóng nuốt chửng con bướm lửa. Hồ Hợi nín thở, sao hắn lại quên được, gã đàn ông trước mặt hắn, trước giờ vẫn coi vạn vật trên thế gian như cỏ rác, tùy ý giết hại, tùy ý vứt bỏ. Triệu Cao không cảm thấy việc mình làm có gì phải ghê sợ, thất giọng hoàn toàn không có ngữ điệu lên xuống hỏi. Nếu người đã nói đó là tà vật mê hoặc lòng người, vậy người có bị nó mê hoặc không? Hồ Hợi cúi gằm mặt, hàng mi trắng bạc khẽ động đậy, im lặng thừa nhận. "Năm xưa tôi cũng rất tò mò, một người tương lai sáng lạn như đại công tử, liệu có bị mắt trúc long dụ dỗ hay không?" Bên cạnh, ánh lửa bập bùng, nụ cười của Triệu Cao lúc tỏ lúc tối, vô cùng kỳ dị. Giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội hồ hợi mềm nhũn người ngồi dưới đất, một lần nữa căm hận bản thân không thể làm gì. 7. Trong mỏ minh hồng kẹp đốm sáng xanh, thỉnh thoảng lại nhả ra, rồi khi đốm sáng định chạy trốn thì lại ngậm vào, chơi rất vui vẻ. Đốm sáng xanh bị nó vờn đến tối cả lại, xem ra sắp thực sự tan biến trong không khí rồi. Phủ tô đứng bên cạnh đang nhắm mắt ngồi ở ngoài rìa ban công, không động đậy. Minh Hồng từ lâu đã quen với bộ dạng đó của phủ tô, dù sao tối nay Phù Tô hết mở mắt lại nhắm mắt, vẻ mặt thay đổi khó lường. Nhưng lần này, khi mở mắt ra lần nữa, biểu hiện trên gương mặt Phù Tô trở nên vô cùng phức tạp. Minh Hồng liền không còn tâm trạng để chơi đùa với đống sáng nữa, ngậm tình phách của Thạch Kiệt xanh nhảy lên vai Phù Tô đợi được vuốt ve. Phù Tô không đưa tay ra an ủi nó, mà chìm vào suy tư. Lần này nhìn thấy hình ảnh thông qua mắt trúc long, Phù Tô thực sự bị chấn động. Tương lai mà mắt trúc long dự đoán, nếu thời gian càng gần thì càng rõ ràng hoàn chỉnh. Nhưng nếu muốn nhìn thấy tương lai xa hơn, thì hình ảnh bắt đầu mờ dần, cũng hay bị ngắt đoạn không liên tục. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, có lẽ cũng trong một đêm tối trời như hiện nay, hoặc là trong một căn phòng không có đèn, chỉ có một đoạn ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Phù Tô nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thấy tất chi cầm một thanh đao sắc nhọn, đâm vào ngực bác sĩ, trên mặt không có biểu cảm gì. Có lẽ, đó là nguyên nhân triệu cao đưa mắt Trúc Long cho hắn. Phủ tô thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Vật đổi sao rời, bể dâu mấy bận. Hai ngàn năm đã trôi qua, tinh tú trên đầu vẫn lấp lánh như xưa. Cho dù có chút thay đổi cũng không có gì nhiều, rất mau chóng. Phù Tô thông qua vị trí các ngôi sao để xác định thời gian chưa phải quá muộn, dù thông qua mắt Trúc Long hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của tương lai, nhưng trong thực tế, thời gian chỉ mới trôi qua được một lát. Phủ Tô cầm mắt Trúc Long lên lần nữa, nhưng lần này, không phải là viên màu vàng. Tương lai thực sự không thể thay đổi sao? Ta không tin lắm, Phủ Tô lầm nhầm một mình, rồi biến mất trong cơn gió đêm lạnh lẽo. 8. Bác sĩ rất bực mình, thằng nhỏ thang viễn dám cho người lạ vào nhà mà không hề đề phòng gì. Bất luận thang viễn có nói gì, bác sĩ cũng đã quyết không tin cậu nữa. Ngày mai, ngày mai sẽ đưa thằng bé này đến trường, để cho thầy cô quản lý nó mới được. Bác sĩ lên lớp cho thang viễn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu đã phải gật đầu nhận lỗi, mới thả cho cậu đi nghỉ. Anh cũng đang chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhìn đồng hồ treo tường, sắp 2 giờ sáng rồi. Chẳng lẽ thằng cha ban nãy lại quay lại? Ban nãy nhân lúc anh không để ý đã vội vã chuồn mất, anh còn chưa kịp hỏi thân phận gã đó. Bác sĩ nghĩ chắc chắn là như vậy, không kịp nhìn lỗ mắt mèo trên cửa đã vội vã ra mở cửa. Bên ngoài không có một ai, chuông cửa vẫn kêu reng reng. Dưới đất chỉ có một viên ngọc màu đen, nằm trơ trọi một góc. Bác sĩ lùi lại một bước, phản ứng đầu tiên là không phải lựu đạn chứ sau đó liền cười bản thân quá đề phòng lựu đạn đâu có hình dạng thế này thật kỳ lạ ai đã để quả cầu màu đen này ở trước cửa nhà anh mà anh cảm thấy gã ban nãy vào nhà anh có gì đó quen quen hình như đã từng gặp ở đâu thì phải bác sĩ đi ra nhìn ngó xung quanh biết chắc dưới lầu không có ai rồi mới cúi xuống nhặt quả cầu đen lên vẻ mặt đầy nghi ngại khoảnh khắc món tay chạm vào quả cầu đen quả cầu bỗng phát ra ánh sáng chói mắt một con mắt có con người thẳng đứng bỗng xuất hiện ở giữa quả cầu giống như một con quái thú mở mắt ra chắc không phải lựu đạn thật chứ bác sĩ vô thức nhắm mắt